Rồi, ân xin kính chào tất cả bà con, cô bác, anh chị và gia đình mình quay lại với kênh của ân nha. Rồi, hôm nay ân cũng làm một cái clip. Cái clip này thì nói về cách đi chợ mua hải sản trong khoảng thời gian nào trong tháng là nó sẽ rẻ mà ngon nhất. Một số khách hàng hỏi ân về vấn đề này thì ân trả lời chung, cũng như là cái clip này cho chung cho mọi người. Là nay anh dẫn mọi người đi chợ luôn cho vui, chợ Bình Điền. Lúc này là ông quay lúc khoảng 2 giờ rưỡi rồi nè mọi người. 2 giờ rưỡi ở chợ Bình Điền, hôm nay là ngày 18 âm lịch rồi. Nên chợ nó không có đồ biển nhiều. Rồi đi trong mua khoảng thời gian nào, rồi đi chợ cũng cách đi chợ như thế nào, mua lẻ mình đi thời gian nào cho nó hay. Một số mặt hàng mà nào mua trong khoảng thời gian nào thì nó có nhiều và nó rẻ nhất. Rồi trước tiên khi đi thì anh sẽ giới thiệu nấm dừa của anh. Dừa anh thì bán chuyên bán các hàng cá biển. Mọi người thấy là dạng hàng của anh bây giờ không còn gì hết á, còn có cá ngừ không à. Các loại cá xanh rồi như cá bạc má, cá nục rồi thì nó ít lắm. Bây giờ này thì anh bán hết rồi. Giờ không có đồ, vòng vòng chợ không có đồ. Rồi anh giới thiệu dừa của anh thì bán cá biển với chả cá thác lát, cá nàng hai. Cá nàng hai nguyên con bên dừa của anh cũng có bán nha mọi người. Cá nàng hai thì lúc này thì giá 50.000 thôi. Còn chả cá này thì ông bán giá 150 cho giá sỉ nha, 10 kg đổ lên. Còn mua lẻ thì ông bán 155.000. Từ 10 kg đổ lại là 155.000 nha. 10 kg đổ lên là 150. Mọi người có xài thì ủng hộ vừa của anh. Chả cá nàng hai này là chả cá thác lát cơm. Ăn thịt nó cũng gần giống cá thác lát thôi nha, chứ không có giống được. Cá thác lát nó dai mà nó mềm. Còn cá thác lát cơm này nó dai mà nó hơi cứng nha. Bởi vì khi mà mình quết nó mình phải cho thêm một chút nước. Cho nước mình uống á, nhưng mà bỏ ít thôi nha mọi người, đừng nhiều quá. Hoặc mình có thể pha thêm với những cái thịt xay á. Thịt xay mình pha vô mình cho cái miếng chả mình nó mềm và nó béo hơn. Khi mà quết thì mình có thể là cho lá thì là nè. Có người thì lá thì là, có người thì cho thêm hành vô nè, với núm mèo, quên mất tiền, hình như là núm mèo đúng rồi. Đó, cho nó thơm, rồi hành, rồi tiêu nữa, rồi lúc đó mình mới nêm nếm gia vị. Chả này thì mọi người có thể để tủ lạnh sử dụng rất thời gian rất là lâu nha. Mình bỏ tủ đông luôn, mình về mình để nguyên cái bọc về mình bỏ vô tủ đông luôn nha. Đừng có xả ra, rồi đừng có nêm nếm gì luôn, chỉ vậy là mình về dục vô cái tủ đông lạnh mình luôn. Khi nào mình cần xài cái mình cũng cầm nguyên cái bạch về mình bỏ vô cái thao nước ấm ấm cho nó gã đông nhanh xíu, ấm ấm thôi nha mọi người, đừng có nóng quá, nóng quá chả nó bị chín là quết, nó không được luôn á. Rồi gã ra, khi mà chả quạ gã ra thì nó cũng mềm vậy nè mọi người, hả, bắt đầu quết nha, đừng có quá sớm quá, quá sớm quá đá nó còn ở trong đây á thì cục chả mình cũng không dai luôn. Cái đó là một số vấn đề lưu ý mọi người mua chả mà sử dụng lâu dài á. Rồi có xài cái này thì ủng hộ giữa của anh nha. Giờ anh dẫn mọi người đi chợ. Thì anh làm cái đoạn này như đoạn livestream anh đi trong chợ Bình Điền cho mọi người xem. Lúc này cá thu cũng có mà nó ít rồi. Lúc này cá thu đẹp, cá thu câu thì ít lắm. Nếu mà nó có thì nó cũng nằm giá mắc rồi, chứ không còn rẻ như những ngày trước, 5-6 ngày trước nữa. Này là cá thu ảo nè. Cá này thường ta về ta nào chả. Cá ảo hoặc là cá thu ảo là nó. Mọi người thấy cá biển là ít lắm, mực cũng ít luôn nha mọi người. Con cá ngừ, cá ngừ này thì cũng mắc, giá từ 50-60 ngàn thôi, tùy theo cái chất lượng con cá. Ngựa bò 65 ngàn, này ngựa bò nhỏ 65 ngàn mà nết à, chứ không có nhiều. Ngon cái này ngừ qua lép, ăn cái chất lượng là con cá ngừ này là ngon nhất nha, ngựa bò là ngon nhất, qua lép là trung bình đó. Mà cá ngừ này mình có thể mình chiên rồi mình mới kho nha. Chiên rồi kho cho nó thịt nó thơm. Mình có thể kho thơm, kho cà, hoặc là có thể kho chung với thịt heo, kho rượu. Mình làm kho rượu luôn, mình kho. Kho rượu là kho càng lâu cái cục thịt heo nó sẽ rượu. Và nó có mùi cá ngừ ở trong á, ăn nó không ngán. Còn cá ngừ kho lâu nó sẽ dai. Nó sẽ gọi là nó cứng cứng xíu. Nó thịt cá ngừ cứng cứng ăn mới ngon, mà nó có một cái vị béo của thịt heo nên ăn nó cũng không có ngán. Hai cái đó thì nói chung cá ngừ nó kho chung với thịt heo kho rượu thì ăn rất là ngon.
mình kho ít thôi, kho nhiều quá ăn 2-3 ngày thì nó hơi ngán. Rồi ok, chợ thì lúc này cá đông lạnh không à, nục gai rồi cá cháo, cá nục bông rồi đông lạnh. Rồi mấy vựa bán mực đây, giờ này là hết chân mực, không còn mực để bán. Mực trung bình không à, không có mực đẹp. Này mực ống lao nè, có mực ống lao thì đẹp. Ống lao này ống lao trung bình nè. Ống lao này ống lao Rạch Giá chứ không phải Phú Quốc. Cá thu cũng là cá thu trung bình luôn. Không có hàng cái này thu lưới mà nó là hàng trung bình. Hàng loại 3. Rồi mực đây, mực cái những gian hàng này thường bán mực nhiều lắm. Hôm nay cũng bó tay luôn rồi, chỉ có mực nang. Mực nang dòng họ với mực bầu. Lá cũng là trung bình luôn. Trung bình nó trung bình đối với ăn thôi, còn mọi người đi chợ mua loại này là ngon rồi nha. Đừng có kén nữa không có hàng đâu mua. Nó chỉ đỏ quá hoặc nó đen quá thì cá hồi đâu không cá hồi ơi. Đỏ quá hay đen quá thì nó không có ngon thôi. Còn có màu trắng và con mắt nó đừng có đục quá là ngon rồi. Rồi trở lại vấn đề mà mua hàng lúc nào các món hay nào, lúc nào cho nó ngon mà rẻ. Như mọi người muốn ăn hải sản, các loại cá biển, mực, cái gì liên quan tới gọi là hải sản đi, cá đồ biển á, đồ thiên nhiên á, thì mọi người nên ăn khoảng thời gian từ 25 đến khoảng mùng 7 mùng 8 âm lịch, là lúc đó trời tối trăng, người ta đánh bắt là lúc đó là chúng nhất, nên giá sẽ rất là rẻ. Giá nó sẽ rất là rẻ và mình mua lúc đó nó rẻ mà nó ngon. Chợ Bình Điền này lúc đó là rẻ mà ngon đó nha. Còn khoảng thời gian từ khoảng mùng 10 đổ lên khoảng thời gian tới 25 á, khoảng thời gian đó là trời sáng trăng nên người ta đánh bắt rất là ít. Người ta sẽ đi chừng ví dụ như chúng, nếu mà chúng thì người ta đi 1-2 ngày là người ta vô. Còn mà khi mà bị thất á, tao phải đánh 5-7 ngày tao mới vô, có người ở nửa tháng tao mới vô, là lúc đó cái mặt hàng cá hay là mực gì là nó không ngon rồi, mất tiêu cái độ ngon rồi. Nói như mực nè, lúc này nó mới 2:00 mấy 3 giờ mà hết trơn, cái chỗ bán đồ mực được. Những cái mặt hàng còn sót lại chỉ là mặt hàng trung bình và nó xấu thôi chứ không có gọi là hàng ngon. Đó, này em đang đi đường giữa, chợ nó ít đồ nên bạn hàng đi chợ cũng rất là ít. Chợ càng nhiều đồ bạn hàng đi chợ càng nhiều, đó là vậy. Bởi vì nhiều khi đi tới chợ người ta không có gì để người ta mua, rồi người ta bán 5-7 món cả chục món, tới chừng chợ không có đồ thì người ta bán một vài món thì người ta cũng không có bán. Đấy, như các loại cá nuôi như cá bớp thì nó có đều lúc nào nó cũng có. Cá nuôi nè Năm ơi, bớp này 5 ký mấy nhiều năm? 5 mấy 165 4 ký mấy? 155 trên lệch 10 ngàn hả? 45 hả? Cách nhau 10 ngàn ký. Đây phải không hữu nghị vậy đó hả? Rồi đó, với cá bớp này thì mọi người mua có thể kêu người ta đánh giải các phanh chạy đầu giùm luôn. Còn mình muốn giữ nguyên con thì mình giữ, nhưng mà về nhà mình cắt hơi cực nha. Cá bớp này về nhà cắt cực lắm, cá bớp với cá thu á về nhà làm rất là cực. Cá bớp này về nhà cái dao thái mình thì còn cắt được đi, còn cá thu với cá thái về nhà cái dao thái mà mình để vô là rồi cái thịt nó nát luôn, nó không còn ngon nữa. Có cái dao chuyên dụng của người ta cắt cái thịt rất là ngọt, cái thịt nó đi ngót nên nó nhìn thịt nó rất là đẹp. Chợ nó vắng lắm, vắng tanh nè. Loại canh lóc có gô thì bình thường, như bạch tuộc hai da rồi lúc này cũng rất là ít. Bạch tuộc hai da, bạch tuộc câu là không có rồi, ít lắm. Chỉ có bạch tuộc mà bạch tuộc kêu bằng bạch tuộc nước á, người ta phải đánh lên cái da nó đen, cái lưng nó đen. Mà lưng đen thì hôm nay nó cũng 160-170 rồi mọi người. Loại 2-3 con ký á, một câu nếu mà có nó phải 570-180. Chợ Bình Điền, chợ Bình Điền.
Chảo bên đen. Cái chợ này thì ăn đi quay vậy thôi chứ cũng ít nhiều người, ít người biết ăn làm YouTube. Cứ hỏi là quay làm gì thì em nói quay chơi thôi à. Cứ quay YouTube thì các một số anh em nào á, này nói một số anh em nào đang làm YouTube mà đã có ý định quay YouTube trong chợ Bình Điền nha. Thôi giờ mình đi làm lo làm đi. Quay YouTube này không có được nhiều tiền đâu. Cái kênh của anh cũng lượt đăng ký cũng rất là nhiều. Giờ lượt xem cũng nhiều chứ không có ít, nhưng mà một tháng kiếm không có nhiều đâu, không có bằng tiền lương làm trong chợ Bình Điền đâu. Đừng bỏ thời gian đi làm như anh vậy. Anh thì có thời gian rảnh á, anh đi làm về anh mua đồ thêm cho các khách hàng nào muốn mua hải sản về ăn á, thì anh đó anh kiếm thêm thôi. Cái công việc chính của anh là làm cái dựa của anh á, chứ không phải làm YouTube này kiếm tiền nhiều đâu, không có nhiều tiền đâu nha. Này thì đừng có nghe những cái diễn viên hay là những người mà người ta được nút vàng nút bạc á thì lúc đó mọi người mới có tiền, đừng nha. Người ta tháng kiếm mấy chục triệu có trăm triệu mà thấy người ta ham, không có đâu. Làm chợ Bình Điền này thì clip này quay chơi cho vui thôi, chứ ý định kiếm tiền từ YouTube thì thôi không có nhiêu tiền đâu. Rồi ở trong chợ Bình Điền này thì công việc những cái người kéo xe nè, những người bán áo vàng này thì một đêm thu nhập bình quân của một người thì ít nhất là 200 ngàn, cái đó là kéo lẻ. Còn những người mà có mối thì một đêm ta phải 400-500, có người có đêm cả triệu bạc. Mà nếu mà kiếm kéo mà cả triệu bạc một đêm thì cũng phải đi hơi bị đuối á, kéo rất là nhiều đó. Có những người từ đủ nói chung đủ tuổi hết à, có những người 60-70 tuổi vẫn còn đi kéo trong chợ này nha mọi người, vẫn còn đi kéo vì người ta không có người nuôi quá, phải cố gắng ta đi làm. Mà những người lính làm dựa thì lương nó trung bình nhất là như ông biết là 300 ngàn, là ít nhất trong chợ này một đêm nha. Cái này ở trong chợ này thì có dựa thì tính đêm, có dựa thì tính tháng, nhưng mà 90% trong chợ này là tính đêm hết nha mọi người. À, hôm nay chợ của Đại Dương rất là nhiều mọi người ơi. Phải không? Các lùa đồ luôn nè. Lùa đồ này ít lắm, bởi vậy anh thích giới thiệu mọi người. Rác anh xanh con chồng mọi người ơi. Rồi, người Đại Dương. Người con 2 kg. Người này trung bình nha, không được đẹp nha. Đó thì giá tiền, giá lương của một đêm của những cái dựa này. Giờ hôm nào anh sẽ làm một cái clip ở trong chợ này làm, đi làm, rồi cuối cùng mình sẽ dư được cái gì. Những người đi làm trong chợ Bình Điền có một số người dư giả rất là nhiều tiền luôn, dư rất là nhiều tiền. Có những người dư lại nhiều, rất là nhiều nợ luôn, từ một người giàu trở thành một người lính luôn đó, từ một người chủ thành người lính, rồi có những người từ một người lính thành một thành chủ luôn. Nó vậy nhiều thứ hết, phải trả giá đồ. Khi mà mình làm mình phải trả giá nhiều chuyện nữa, như làm cá nước rồi mình phải bị lỡ tay hay là này kia mình lúm hết. Rồi làm cá biển như anh á thì bị chai tay rồi bị cá đâm, rồi sau đó nó sẽ nổi ké. Nhiều khi dư lại những cái cục ké, những cái vết thương từ cái ké mà nó không lành luôn. Vậy rồi làm tôm rồi cũng vậy, tôm mực mỗi cái nó sẽ một có cái gọi là ưu điểm và khuyết điểm riêng. Mình phải trả giá cho cái việc mình kiếm tiền. Để ở chợ này không phải mảnh đất mà màu mỡ để mà sống lâu dài. Rồi công việc thức đêm nữa. Rồi làm cá biển thì phải những cái nước đá thì thứ nhất là bị diêm son là chắc luôn nè, diêm son diêm mũi chắc luôn ở chợ Bình Điền. Thứ hai là thức đêm thì nó sẽ bị về liên quan vấn đề thần kinh về sau này. Đủ thứ chuyện hết. Rồi hôm nay có chim sống. Cái chim sống vậy là ăn nhiêu vậy? Lượng 130 xô 25 nè. Chim này cái chim nuôi. Chim này thì ăn không biết là sao, ăn nó béo, không biết chắc nó béo. Những con đây cá sủ, cá bông lau. Con lao rồi, con lao này cá lớn. Rồi ở chà bá lửa luôn 3 kg. Ủa con lao này nhiêu vậy bé gái? 130. Con lao sống 130.
Rồi với các mặt hàng cá đông lạnh, cá bông lau nè, cá bông lau, cá chẽm như thế này, có cá chim nữa nè, là thì mấy hàng này là cá nuôi nên nó sẽ có thường xuyên. Mà mọi người ăn thì nên tránh những ngày thứ bảy chủ nhật, vì những ngày đó là cái lượng khách xài rất là nhiều nên nó sẽ lên giá. Thứ nhất lên giá, thứ hai có thể nó sẽ cháy hàng không có luôn, cũng có mình mua luôn. Nhiều khi các một số khách hàng không quan trọng giá cả mà điều nó không có luôn, là cũng khó xử. Đó là cuối tuần, ai cuối tuần cũng làm tiệc, như con cái đồ về thì ta nấu bữa tiệc nhỏ nào, còn mấy là thường là tiệc tùng bây giờ làm thứ bảy chủ nhật không à, nên nó sẽ rất là hút hàng. Nè, cá hồi tươi nè, tươi thì giá hôm nay nó 260, hôm nay không biết nhiêu nè. Cá bông lau này, cá bông lau nuôi quá, lau nuôi chết người ta để vậy người ta bán đó. Rồi các loại cá thiên nhiên như cá Cà Mau, cá Cà Mau có cá đối này thì ăn lâu lâu ăn lần nó cực kỳ ngon luôn. Mà cá đối mọi người nên ăn cá đối lớn nha. Cá đối nhỏ nhỏ này thường các xí nghiệp công ty đồ người ta ăn nó giá có 20,000 à. Còn cá đối lớn thì mọi người nên ăn khoảng 6-7 con diện ký á, đổ lên 4-5 con thì cho nó ngon. Nó giá khoảng từ 100 6-7 con hả, từ 100 tới 140. Tùy theo cái size nó sẽ có giá khác nhau và tùy theo cái thời điểm nữa. Nhưng nói thời điểm mà khoảng 25 đến 7, 8 âm lịch nha. Âm lịch nha mọi người. Là lúc đó là ăn hải sản nó ngon mà nó rẻ. Con mực đụng vậy. Như nay chợ mực câu là không có luôn rồi. Mực toàn là mực lưới không à. Không có whip cho lắm. Nhưng mà đối với mọi người thì nó cũng sẽ là ngon. Nó không whip miner như là nó còn nưa vậy đó, chưa bằng mực lá nưa á. Mực trong chợ này có hai loại, mực whip và mực quyết nha. Mực quyết là mực ống á, mực ống á, nó kêu bằng mực quyết á, là nó bị đỏ mịn trên kêu bằng mực quyết. Còn mực whip á, VIP là mực whip đó, là mực ngon nhất. Tôm đất nè, cá bóng trứng luôn, bóng trứng nhỏ nhỏ thì nó có hai loại, một loại là ta ốp đá sẵn vậy nè, một loại thì sống nè. Nó sống vậy dao động từ 130 tới 150 tùy theo cái thời điểm nha. Này có bóng cát nè, bóng cát sống nè. Rồi tôm đất này có nước lại. Chị ơi, tôm đất này nó nhiều à? Tôm đất này nó nhiều à? 99 hả, rẻ vậy? Ủa vô nước mấy ngày sao rẻ dữ vậy? Vô nó rẻ, bây giờ mình cũng biết sao. Không có vô nước mấy ngày, hôm nay không mua, không để ý nữa. Còn qua 21 này còn 99 hả? Rồi rồi, tôm đất này lớn ghê vậy. Tôm đất nước này lớn nữa rồi. Ok, tôm đất quá trời ngon luôn. Giá con 190,000 luôn nha mọi người ơi. Tôm đất này thì nó có nước. Con nước. Để mai nữa, mai rẻ nữa. Ok vậy. Vậy là không biết được rồi. Thì nó hên xui, nó nhiều nó sẽ rẻ. Nhưng mà con nước của nó là thường gầm. Con nước gầm với nước 30 là nước tâm đất nha. Mà con nước của nó là kéo dài khoảng có thể cả tuần lễ. Đầu nước nó sẽ mắc, nó dao động từ 230 tới 250. Và như hôm nay là nó trung bình là giữa giữa nước nè. Là nó hầu như hôm qua đó là 201, còn hôm nay nó còn có 190. Nó là vậy, nó ngày mai có thể nó sẽ nhiều lên thì nó còn 170 không chừng nữa. Mà nhiều khi ngày mai nó ít nó giật lên 201 cũng không chừng nữa. Nó sẽ nó dao động gì đó, đó là tôm đất này nha. Nó có hai con nước 15 và 30 âm lịch nha mọi người. Mọi người ăn trong khoảng thời gian đó thì tôm đất này nó sẽ có giá, nó sẽ rẻ. Như hôm nay là 18 rồi nè, nó mình ăn thường vậy. Nó có nước 2-3 ngày là nó sẽ rẻ lần lần. Và khi mà nó gần hết nước nó sẽ giật giá lên. Đó, thí dụ ngày bây giờ người ta bán 200-300 kg, tới đầu nước thì người ta bán được có 20-30 kg thì nó sẽ khác. Rồi cuối nước á, thì người ta cũng còn 20-30 kg, người ta bán cũng sẽ khác. Rồi đó là một chỗ mình đi dò giá, mọi người đi chợ thì cứ có quyền dò giá. Nhưng tôm đất đó mình mua số lượng khoảng 5 kg rồi á, thì mình cứ lại đó mình hỏi vậy đó, giá nhiêu mình muốn mua thì mình trả giá người ta.
chứ đừng hỏi rồi vô hỏi đi nha. Ân thì nói chung chỗ đó quen, nói chung đi mình hỏi, mình muốn mua mua, không mua thì mình đi cũng được. Nhiều khi la ý ới 1-2 tiếng thôi chứ không có nặng, không có nặng nhẹ mình đó. Mọi người đi chợ thì phải trả giá, muốn mua thì mình gờ vô mình hỏi giá nhiều thì mình phải trả giá cho người ta. Ví dụ ta kêu 190 mình có thể trả 170, 180, đừng có trả tụt tới 150 được rồi. Trả tụt 150 là người ta đuổi đi hơi luôn, mà người ta nói thêm một vài tiếng nữa. Nói cũng hơi lâu rồi nên hơi bị càng càng tiếng à. Nè cái này có bóng sao nè, cái hàng này là cá thiên nhiên nên nó cũng cũng hên xui lắm đó. Bạch tuộc sống nè. Ủa đại ca, bạch tuộc sống là nhiêu rồi? Cho ba sĩ. Ba sĩ à, rẻ vậy à? Đó, bạch tuộc sống này ta vô bọc về sẵn luôn nè, mua là vô nguyên bạch về luôn cho mình nè. Khi mình mua mình cũng bơm oxy vậy. Nhưng mà con bạch tuộc sống này Ân không bảo đảm là về tới nhà nó sẽ sống hết nha. Bởi vì trong khoảng thời gian vận chuyển nữa nó sẽ, một số con nó yếu nó sẽ chết nữa. Bắt về thì bắt, lúc bắt thì nó còn sống thôi chứ đâu biết con nào mạnh nào yếu đâu. Người nói trong chuyên nghiệp thì người ta biết. Nó này có 300.000 ký à. Bạch tuộc này người ta cộng khô vậy nên nó ít mất ký nha. Nó sẽ mất bởi vì cái bụng nó cũng lúc nào cũng chứa nước. Mà khi về tới mọi người thì không biết nó có nhả ra không, nó nhả ra nó sẽ mất. Ăn nói trừ hao đối với một số mặt hàng như con mực, con tôm thì nó sẽ mất ký. Để có một số khách hàng ăn mua gì 2 ký tôm nhớ, cũng có mấy lần ăn bị rồi. 2 ký tôm hay 2 ký mực đó, về nhà mất tiêu lạ cũng bị. Một số khách hàng thì cũng trừ tiền thì ăn cũng chấp nhận trừ luôn. Có một số khách hàng trả hàng lại luôn. Cái này dịch vụ của ăn là đi mua, như mọi người đang thuê ăn đi mua. Mà mua thì ăn mua bao nhiêu ký thì ăn sẽ đưa mọi người bao nhiêu ký, giá nhiều thì ăn sẽ đưa nhiều. Ăn chỉ lấy tiền quê hồng trên cái số ký. Rồi các khách hàng nào mới vào xem kênh của ăn thì vào tập 204 để xem các chi phí trước đi nha. Rồi đặt hàng ăn. Rồi các mặt hàng như sản phẩm nào đó thì người cứ tua đi tua lại những cái clip này clip kia, những cái clip lúc trước á, dài khoảng nửa tiếng đổ lên á, thì những cái clip đó thì ông quay nhiều lắm, quay nhiều mặt hàng trong đêm lắm. Còn giờ thì ông ít đi quay nên ăn like gì luôn cho mọi người xem. Đó này cá đuối nè, cá đuối này, cá đuối miền ngoài nè, cái da nó đỏ quét luôn. Ủa chú Dũng, này cá đuối nhiêu vậy? Trăm sáu hả? Nhỏ 150. Nhỏ 150, lớn 160, lớn nó còn đó khoảng 4-5-6 ký nha mọi người. Cái này khoảng 2 ký rồi. Nó 150-160. Rồi nhiều lắm, nói về các hàng cá biển thì nhiều. Thì ông Quy đi quay cho một số khách hàng nào chưa biết chợ Bình Điền, chưa biết hải sản trong chợ Bình Điền nó có gì. Rồi ông đi quay cho mọi người cái đoạn live về cho mọi người xem biết. Còn các khách hàng nào biết rồi thì mình cũng có thể xem hôm nay chợ có gì, giá khoảng nhiêu. Thì anh cập nhật được nhiêu thì anh sẽ nói nhiêu. Đó, những mặt hàng cá Cà Mau đây. Cái mà hao Cà Mau thì nó vô số loại luôn, không có thể nói hết được. Như có bóng đục rồi nè, có bóng đục thì nướng muối ớt nè, bóng đục là cái này. Nó có ở nhiều vùng miền, nhưng mà cá ở Cà Mau là có bóng đục sông. Ăn thịt nó ngon hơn đục biển. Có người nói ăn cá đục biển ngon hơn cá đục sông nữa. Hai con cá thì nó cũng giống nhau và nó chỉ một con vàng một con trắng thôi. Và giá cả nó cũng chênh lệch nhau không có nhiều, nó tùy theo ý thích. Mà cá đục sông này ở Cà Mau là nó rất là mắc. Cá lớn nhất của nó tới 200 mấy rồi, 220-230 gì đó. Đây cá đục biển làm trên bờ nè. Rồi nay không có mua gì ở vựa dì thủy này nên không có ghé hỏi. Rồi đây là cái con lịch, cô chú nào mà sợ con lươn thì đừng có coi này, để quay cho một số khách hàng là chưa biết con lịch. Con lịch này là con kêu bằng con lịch thôi chứ nó có con bự như con lươn vậy đó. Nếu mình không biết thì mình kêu bằng lươn, mình biết thì mình kêu bằng lịch. Cái này là hàng thiên nhiên sống, cái này là hàng câu, con lịch câu, không con nào cũng có cái lưỡi câu ở trong cái bụng cho nên mọi người. Bây giờ con lươn, con lịch này nè, khi mà câu nó nuốt lưỡi câu nó sẽ nuốt vô giữa cái bụng. Cái người bắt nó thì chỉ còn cách là cắt cái cọng dây thôi chứ không có lấy lưỡi câu lại được, nên lúc nào mần ở trong bụng nó cũng còn cái lưỡi câu ở trong hết á. Đó. Như ở bên Thái Lan thì có lưỡi câu ở trong bụng là thấy ghê ghê vậy ha.
còn Việt Nam mình có lưỡi câu trong bụng thì bình thường, đó là tại người ta câu. Còn ở Thái Lan á, bắt dính con lươn nào mà trong bụng nó có lưỡi câu là rồi đâu dám ăn, sợ. Nếu ai biết vậy đó thì chắc nghe nói anh biết là nói về vấn đề gì liền. Thái Lan là trời ơi, ghẻ quá trời ghẻ luôn. Ghẻ ghẻ không em khá vậy à? Có ghẻ vậy? Một càng hả? Không càng luôn hả? Không, ghẻ nhỏ. Ghẻ nhỏ à? Ồ, chắc dữ hé, nhỏ mà chắc vậy. Nhỏ mà bán xô vậy hả? Khá hơi lửa khá. Hả? Bán xô hả? Bán xô hả? Cái này mình ăn mình đâu có nhả vỏ à? Chứ nhả vỏ. Nhai luôn vỏ chứ vậy sao ăn? Những cô chú nào mà nấu cái này mà lấy về mà nấu, có cô nấu hình như nấu bánh canh thì phải, nấu cái gì quên mất tiêu rồi, nấu bánh canh cua rồi về mua một ký này về rồi giả ra là ngon ngon lành luôn. Ăn ghẹ này là ghẹ biển thiên nhiên nha mọi người, trong cái ao là người ta bắt, nó vô mùa. Cái này là ở Cà Mau, nó vô mùa là nó rất là nhiều vậy nè đó. Còn ghẹ lớn thì lúc này anh cũng thấy có nhưng mà nó ít lắm, nên anh ít nhận mua ghẹ. Mua con ghẹ thứ nhất đi nó lửa nó cực lắm, mà nhiều khi lửa không có được ngon nữa, nên ăn ít nhận con ghẹ lại. Nó rồi với lại giá nó dao động, nó nhảy dữ lắm. Bữa nay giá này mai nó nhảy lên 20-30 không chừng, mai nó ghẻ xuống 20-30 không chừng. Có khá đất nhiều, đất lớn 200 ghẻ lại không? Nay không có mua nha, quay tham khảo nha. Này lớn hả? Quá trời đều luôn, không có con nhỏ luôn, không có lộn kim luôn. 2 xị là 200 nha mọi người ơi, quá trời đẹp luôn trời. Thì em đăng cái đoạn clip này cho nó kênh chợ cá Bình Điền cho mọi người xem. Vì trên kênh này thì khách hàng rất là nhiều xem cho vui chợ Bình Điền. Rồi cảm ơn nha. Rồi vấn đề con tôm sú bữa nay không có luôn rồi, vợ cô Loan ngồi ở không luôn rồi. Rồi ghé qua anh Mập ơi, bữa nay không có mua tôm, ghé anh Mập mà hỏi anh không biết ảnh vui vẻ gì hôm nay nữa, mất công quá. Tôm càng tôm thẻ. Rồi đi vòng vòng cho vui mọi người ơi. Rồi con cá mú luôn nè, mú lúc này lên giá khủng lắm nè, ngoại hạng lúc này có 200.000 luôn rồi. Ngoại hạng 2 kg đổ lên nó 200.000 luôn mọi người ơi, nó lên khủng lắm. Bởi vì nó hiếm rồi, lúc này hiếm rồi, có muối chân trâu nuôi ở ngoài, thường ở ngoài khu vực miền ngoài Phan Thiết đồ ở ngoài ôi tùm lum hết rồi, anh cũng biết đâu nó muối né rồi. Mà lúc này sao hình như nó ít cái gì á, rồi cái lượng người xài thì rất là nhiều. Càng hả? Càng bữa con này nhiêu rồi? Chào 10 con này nhiêu? Bán 220 à. 10 con hả? Rồi, thôi là 12 con. Nãy bán 10 con 220. Còn 15, 12, 15. 15 giá nhiêu? 18 ngàn thôi. 18 ngàn, 12, 15 con. Ừ, 12 nhiêu. Ừ. Không dám đâu. Anh cứ giới thiệu vậy không? Mà với lại con tôm càng này thì vô trần lắm mà nó nhận giá nha. Nó nguy hiểm lắm. Bữa nay nó giá vậy, cái tới mai cái ta kêu đặt mua cái đó nó nhảy lên 200 mấy chết. Đã vô thiệt, vô đám rồi, phải lúc nào cũng vậy rồi. Mới chủ nhật nè, mới chủ nhật. Cái gì mất chết. Nó đỉnh đó, bây giờ. Mất chết luôn kìa. Rồi, rồi thôi, ăn tạm biệt mọi người nha. Rồi, cái đoạn live stream mọi người tới đây. Không phải cắt một đoạn rồi. Nên đó anh đang đập cái lóc mà quên không để ý. Rồi đâu cũng dài rồi thôi, sẵn quay vô con tôm sú luôn. Sú này mắc hơn vậy bé Phượng ơi. Sú nhiêu con? Sú công nghiệp không mà không có quảng canh, giờ không qua quảng canh nhóc cái gì. Cái này tới mùa không có. Của công nghiệp vậy lại nhiêu, 20 con này nhiêu? Giá nhiều vậy? Có con này có kêu mua mà vấn đề thời gian. 330 hả? Ghẻ vậy? Trời ơi, dưới lên nữa xíu bán cho chị kia nãy mở mỏng nó mà rồi tiếp mà mua đâu. Chỉ có 320 ngàn quá. Phải không? Chỗ
Thôi vậy thôi đi. Rồi cảm ơn nha. Nay đi kiếm quảng canh, có quảng canh thì mua cho người ta, không có là thôi. Nó nông nghiệp không đổi đi, lấy đi quất đó. Cũng đẹp nhưng mà thôi đi. Đỉnh đó. Giờ khuya rồi, để mai hội người ta hỏi người ta lợi, giờ khuya cũng điện không được. Bởi vì hôm qua mới thấy quảng canh, đứng đâu vô nước rồi, bởi vậy nhận ta quảng canh. Thôi em cái nào qua cái nấy chứ, để mua rồi sáng nói chuyện người ta, người ta không chịu đem về ăn thấy mẹ. Mẹ nhìn không ra luôn. Thôi. Thôi xài quảng canh đó, nó em nói xài quảng canh mà. Thôi em nói người ta quảng canh mà. Cái này công nghiệp đưa vậy. Biết rồi em gọi em thấy ngon mà giờ làm sao giờ. Em mua được là em trả giá chị rồi đó. Tại thấy không ổn rồi thôi. Rồi. Rồi bà tuột hai da này ít luôn nè. Vừa này thông thường bán bà tuột hai da rất là nhiều luôn mà này ta không có luôn, giờ này không có. Cái hàng trung bình không mà mình biết không có luôn. Rồi thôi tạm biệt mọi người ơi. Mọi người đi chạy với ăn nãy giờ thấy cảm thấy hay thì cho ăn một like nha. Rồi các khách hàng nào mới giờ xem kênh ăn thì bấm nút đăng ký kênh để biết về chợ Bình Điền mua bán như thế nào, giá cả hải sản theo từng ngày nữa nha. Rồi ăn có làm một cái kênh là chợ Bình Điền Ân Live Stream. Trên đó các khách hàng nào ủng hộ ăn thì qua đó ủng hộ ăn giùm nha. Nếu yêu thích ăn nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.